gì hả? Mẹ nhận ra. Quậy đi cho mấy chị quậy. Làm dạ. Anh Hùng bà hát cái bài nào mà cuối cùng mình hát của Celine anh Hùng. Trời, yêu cầu ông quậy kìa. Yêu cầu đó không? Thì đây là yêu cầu em sẽ hát một bài nhạc rất thùy mị. Emmanuel, qui vit cause à cœur des cieux.